trường đại học, rất nhiều giảng viên là những giáo sư, tiến sĩ cũng đang ngày càng gần gũi hơn với sinh viên. Họ sẵn sàng tham gia trao đổi học thuật, giúp đỡ các em trong công tác nghiên cứu khoa học, cũng như tích cực tham gia những hoạt động sôi nổi trẻ trung như thế này. Thì thông qua những cái hoạt động như thế này thì thầy trò hiểu nhau hơn, cũng như là có cái điều kiện để chúng tôi có thể phát hiện ra nhiều cái tài năng của các bạn sinh viên, và qua đó thì cũng sẽ khuyến khích được các bạn và định hướng cho các bạn là các bạn nên phát huy những cái điểm mạnh của mình như thế nào và sẽ hạn chế những cái điểm yếu bằng cách như thế nào. Thì rõ ràng là tất cả những cái như thế nó giúp cho thầy với mối quan hệ giữa thầy và trò ngày càng gì khăng khít và thân thiện hơn, cởi mở hơn, đồng thời cũng lại dân chủ hơn nữa. Người học tự tin hơn, người dạy cởi mở hơn. Mối quan hệ thầy trò đang dần thay đổi theo hướng gần gũi, chia sẻ. Chính vì thế, người thầy hiện đại hiểu trò hơn, không chỉ dạy dỗ kiến thức trên lớp mà còn chia sẻ, định hướng cho các em trong cuộc sống. Không còn hình ảnh người thầy xa cách, đức cao vọng trọng như trong nho giáo xưa kia. Nhưng mạch ngầm truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt thì vẫn được tiếp nối, lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để hiểu hơn về ý nghĩa truyền thống